Trên tay Thanh là loại máu hồng bỏ túi cực hot của nhà People. Đây là bốn màu mà Thanh nghĩ là hợp với Thanh á. Thấy ai cũng khen hết cho nên phải mua về xem có như lời đồn hay không nha. Vì cái nền của Thanh là đã đánh phấn rồi, Thanh muốn tìm một cái loại máy hồng mà đánh phấn finish hết cái nền của mình rồi, một cái loại máy hồng kem nhưng mà nó vẫn không có vẻ nền. Không biết cái này có làm được không, giờ mình thử. Ok. Ok. Cái nền hiện tại thì Thanh vẫn chưa thấy là nó bể ở cái nền của Thanh. Ủa, cái này nó không có bể nền, nó tiệt vô da của mình. Ok. Cọ thì nó có bể cái nền của mình hay không? Cọ có vẻ như là nó còn đều hơn cái tay của mình nữa đó. Có một lớp căng bóng nhẹ ở đây, mình sẽ theo một tí xíu nữa. Cái màu này lên đậm nha mọi người, cẩn thận. Bây giờ chà chiếc chà, dùng cọ, dùng tay chà tới chà lui, nhưng mà tình trạng là cái nền của Thanh nó vẫn chưa có bể. Ok la nha. Ngồi luôn. Một cái màu cam sữa, cà baby. Nắp lên mũi lên xíu. Perfect. Cái màu chút support này là Thanh rất là mong chờ nha, để xem có đẹp không. Thấy rinh mọc cũng rất là tươi nè, họ tán thử. Ê, nửa rồi, lố nửa rồi, trời ơi. Được cái màu hồng kem cũng dễ tán. Ôi, cái màu môi xinh lắm. Wow, cái màu rất là keo nha mọi người, ổn nha. Cái màu này sẽ trở thành một trong những màu yêu thích nhất của Thanh chắc chắn luôn. Wow, cũng rất là nhiều nè. Cũng khá là nhiều. Thay bỏ vô túi, dùng khá là lắm. Màu này là tông hồng luôn nhưng mà hồng lợp, nhưng mà cũng rất là keo nha. Cắn bóng rất là đẹp luôn. Đó. Em thi sân bóng là những baby liền. Ưng màu này nha, chốt đơn nha. Mấy màu kia thấy đẹp thì ưng bụng mình đó, không biết cái màu này sao. Ôi. Nhìn nó nâu nhưng mà nó lên má lại không có nâu, màu này lên màu rất đậm nha mọi người. Đánh ít ít thôi, mình nghĩ là cái này sẽ đỡ tốn kem mình lắm á, ít ít thôi. Cũng xinh nhỉ. Ủa, cũng ổn áp nha, ổn áp nha. Màu này đâu. Rất là căng bóng nha. Ok. Mọi người thấy sao nè. Nếu mà các bạn thích màu bóng hồng kem mà có thể đánh lên, không cần phải xài highlight mà vẫn căng bóng, thì cái này rất là ok nha. Và nhìn làn da của mình rất là khỏe phải không? Nên đầu tư nha mấy chị em.